Chất lượng ổn định hay giá thành như thế là khi các bác chơi những dòng sản phẩm này, cho dù sau bao nhiêu thời gian nữa nó là những sản phẩm xịn, các bác không muốn dùng hoặc là muốn sang nhượng, nó vẫn còn ý nghĩa và vẫn còn giá trị rất là cao. Vì vậy, vì sao trong những video clip chúng em vẫn luôn nói rằng các bác khách hàng hãy cố gắng bình tĩnh, lựa chọn thông minh cũng như là sáng suốt lựa chọn thương hiệu sản phẩm cho mình các bác nhé. Giữa thời điểm công nghệ 4.0 như bây giờ, nó rất là phức tạp cũng rất là lan dài. Ai cũng đều có những cái mục đích, có những cái hình ảnh PR chiêu trò để quảng bá cái thương hiệu sản phẩm của mình. Rất là mong cũng như là rất hy vọng rằng quý khách hàng cũng như các bác sẽ có được lựa chọn thông minh nhất cũng như là những lựa chọn dứt khoát nhất để làm sao lựa chọn sản phẩm nào cũng được, nhưng giá thành phải đi với chất lượng, chất lượng phải đi đôi với giá thành các bác nhé, để tránh những cái trường hợp mà khi các bác mua về rồi nó có nhiều cái vấn đề nó xảy ra nó không hay. Đây ạ, những đôi loa hàng bãi như thế này chúng em đã làm rất là lâu năm rồi, đến bây giờ nói đến những hàng thương hiệu của B3 này thì nó rất là kinh khủng đấy các bác ạ. Nó ăn sâu ở trong tiềm thức của những người chơi audio đấy ạ. Và mong muốn của chúng em này, những người bán hàng rất là mong muốn, hy vọng các bác luôn luôn có được những sản phẩm tốt để sử dụng. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng hoặc cần tư vấn tham khảo, các bác hãy liên hệ với các số điện thoại của bên cửa hàng nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video clip những sản phẩm mới nhất để chúng em hỗ trợ cho các bác. Thân ái ạ, hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo.